Ngày 31 tháng 10, Công an quận 12, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang giữ đối tượng Nguyễn Lâm Ngọc Hùng 1977, ngụ quận 12, về hành vi vô ý làm chết người. Theo điều tra, rạng sáng sủa 17:10, Hùng cùng 6 người đam mê thủ, trong đó có Lê Tân Vũ 1992, ngụ tỉnh Sóc Trăng, ngồi thủ thỉ ở căn nhà gia đình tại con hẻm 94, đường An Phú Đông 9, khu phố 1, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Trong lúc thủ thỉ, Hùng lấy khẩu pháo ra nghịch chỉ vào người Vũ thì cướp còn phát nổ. Viên đạn bay trúng vào giữa đầu Vũ khiến nạn nhân tử trận tại chỗ. Vợ Hùng thấy nên khuyên Hùng tới công an đầu thú, nhưng Hùng lấy khẩu pháo bỏ vào túi ni lông. Công an khám nghiệm hiện trường. Sau đó, Hùng chở Hoàng hậu đi tới kinh ở phường Thạnh Lộc, quận 12 thì dứt xuống dưới. Vợ ông Hùng tới công an trình báo sự việc. Riêng những người còn lại trong căn nhà kéo xác Vũ ra trước cổng rồi tẩu thoát. Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai, điều tra xác định Hùng là người gây án nên truy xét. Ngày 29 tháng 10, Hùng biết không thoát tội nên tới công an đầu thú. Được biết, Hùng là gian biển có số má ở khu vực, từng mang nhiều tiền án tiền sự.